Dạ vâng, xin chào cô chú các anh chị. Thì hôm nay mình sẽ đi lên một cái video về cái điểm du lịch và bất động sản cho cô chú các anh chị nha. Thì ở đây là cái điểm dừng chân của thôn Quảng Hà, xã Nâm Nà Đia, huyện Crong Nô, tỉnh Đắk Nông. Với cái địa điểm dừng chân này cũng khá là đẹp và phong phú, với cái đặc điểm của nó là đây cũng như là một cái bản đồ ha. Ở đây mình có thể trang và nhìn thấy cái khung cảnh rất là tuyệt vời của cái đất Việt mình. Đây là một cái đồi núi cao chập trùng và cái khung cảnh này nó cũng khá là tuyệt vời và mình thấy là rất là đẹp và niềm tự hào của đất Việt mình nhé. Và cái khu vực này cũng là cái điểm dừng chân, mình thấy cũng đã rất là đẹp và được tạo một cái khung cảnh rất là tuyệt vời cho cô chú và các anh chị. Đây cũng có một cái quán nước mía. Rồi kế bên đây của mình thì là quốc lộ 28. Và rồi bây giờ mình sẽ dùng hình Playcam cho cô chú các anh chị quan sát cái khu điểm dừng chân và khu du lịch sinh thái sắp được mở ở tại khu vực huyện Crong Nô này nha. Rồi thì bây giờ sẽ là cái hình Playcam. Đây là cái khu du lịch sinh thái đang được quy hoạch ở cận kề bên, nó thuộc bên đất của thôn Quảng Hà, xã Nâm Nia, huyện Crong Nô, tỉnh Đắk Nông. Thì đây là cũng là cái điểm chêm du lịch của huyện Crong Nô mình. Thì đây cũng là cái con đường quốc lộ 28. Thì đây cũng là điểm nóng và điểm hứa hẹn cho cái điểm du lịch mà gọi là nóng bỏng nhất trong thời gian sắp tới. Từ cái đoạn đường chen này, điểm dừng chân này mà đi ngược lại phía cái con đường kéo dài này đi và cái đồi này thì nó sẽ là một cái quy hoạch mới từ năm 2022 đến 2030 thì sẽ ra một cái dự án và sẽ có ký quyết định để làm trạm dừng chân và cũng là một cái được gọi là cáp treo, quy hoạch khu du lịch cáp treo đi ngang qua cái hồ Aseno, hồ thiên nhiên. Và đây cũng là một cái điểm để ngắm khu cánh đồng. Thì theo như mình biết và một số thông tin thì đây cũng là một cái điểm nóng bỏng và được gọi là cái đồi núi khá cao, đồi núi chập trùng và có một cái khung cảnh tuyệt vời nhất so với những cái điểm dừng chân khác. Thì sẵn dịp ở nơi đây thì mình cũng dùng hình Playcam để giới thiệu đến cô chú các anh chị với một cái lô đất liền kề. Lô đất này thì mình thấy nó cũng khá là đẹp và có một cái khung cảnh, được mỗi cái khung cảnh là đẹp thôi. Ngắm ở phía bên trên cao nhìn xuống, mình không phải là nói lô đất để tranh này đâu nha mọi người. Thì cái này là đất thuộc quản lý của quân đội. Thì nếu mà hình thức cho tất cả cô chú các anh chị để ngắm. Và đây mình sẽ quay về cái hướng mà cái lô đất mà mình sẽ giới thiệu đến cô chú các anh chị để thuê hoặc là bán qua giấy tờ tay, chứ không có giấy tờ pháp lý gì hết nha. Cái lô đất mình sẽ giới thiệu cho cô chú các anh chị đây, hiện tại đang được trồng điều và trồng xoài, toàn bộ là trồng phun vườn, nhưng mà có được khoảng 4 sào. Đó, đây là cái khung hình của lô đất nha. Có khoảng 4 sào là được bằng, có thể làm được khu nghỉ dưỡng, rồi là cái điểm trên cánh đồng. Đây là quốc lộ 28 mà kéo dài đi xuống dưới. Thì cái khu này mình thấy là để ngắm cảnh hoặc là làm chạm dừng chân, dừng nghỉ, rồi là để cho cô chú các anh chị làm quán bán nước. Thì đây cũng là một cái lô đất khá là đẹp và có một khung cảnh rất là tuyệt vời
và cũng khá là đẹp nha mọi người. Và nó cũng sát bên quốc lộ 28 này, đi khoảng chừng 150m là đến quốc lộ 28 nha. Và với cái khung cảnh đồi núi chập trùng này, và theo cái con đường 28 này là đi khoảng chừng 500m là đụng ngay cái điểm. Và rồi, đây sẽ là cái lô đất của mình nha. Đó, lô đất của mình nó sẽ được trồng xoài, và sẽ được trồng xoài Đài Loan nha. Ở đây là xoài Đài Loan và có trồng sen với điều. Đây, toàn bộ là cái lô đất này mình đã dùng hình Playcam cho mọi người quan sát rồi nha. Thì ở đây mình sẽ được ngắm cái khung cảnh khá là đẹp ở tại cái vị trí này. Mình đây là cái điểm sát bên cái điểm chen, điểm chen cánh đồng thì bên thôn Quảng Hà, và đây cũng là huyện Krông Nô nha. Đó, ở đây ngay cái vị trí kia, cái mái nhà đỏ đỏ kia thì chính là cái điểm chen. Mình đây cũng là cái mái, cái khu vực đẹp, khá là đẹp. Mình đứng chỗ này nó hơi khuất một chút xíu nha mọi người nha. À, thì mọi người thấy như thế nào, đánh giá như thế nào về lô đất này. Thì đến đây thôi, bên du lịch bất động sản cũng xin khép video clip tại đây. Chúc cho cô chú các anh chị khi theo dõi video, nếu ai chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ bên kênh của mình nha. Kênh mình là du lịch bất động sản, thì sẵn dịp mình vừa đi chơi, vừa đi du lịch, vừa tìm kiếm những cái lô đất mang tiềm năng du lịch cho tất cả cô chú các anh chị nha. Thì đến đây thôi, mình cũng xin khép video tiếp tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cho tất cả cô chú các anh chị trong những cái video sau nha.